các bạn có thể tra chữ điện máy Xuân Lộc, điện máy Xuân Lộc này, tra chữ điện máy Xuân Lộc thì các bạn sẽ được giảm giá free ship, miễn phí ship, tặng một đôi dây cốc và 50.000 tiền công lắp đặt các bạn nhé, với cái mức giá mình báo trên này. Hello, xin chào bạn, mình là Lê Văn Lộc. Xin chào bạn trong cái video tuyệt vời này. Thì đây là cái video mà mình sẽ báo giá với các bạn về bình nóng lạnh. Thì hiện tại là chuẩn bị bước vào mùa đông. Đây là cái dịp trung thu rồi. Thì chuẩn bị xong trung thu ta sẽ bước vào mùa đông. Thì Lộc sẽ làm một số chương trình giảm giá cho các thiết bị bình nước nóng và các thiết bị bình nóng lạnh trong nhà tắm đấy. Hay là bình nước nóng, hay là người ta gọi thường là máy nóng lạnh hay là bình nóng lạnh. Có rất nhiều các hãng thị trường, cũng như các hãng thị trường thì các bạn có thể cân đối và cân nhắc. Nhưng mà Lộc hiện tại đang có hai loại bình cực kỳ giảm giá cho anh chị em. Đấy, Lộc đang giảm giá hai loại bình này. Thì loại bình thứ nhất sẽ là bình Ariston và loại bình thứ hai sẽ là bình Yoshi. Thì mình sẽ nói qua một chút về các giá và các mã hàng. Thì bình Ariston thì nó sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là loại 15 lít và cái loại này nó sẽ có hình vuông. Loại hình vuông 15 lít nó bé. Và loại thứ hai là loại 20 lít. 20 lít nha. Thì 20 lít là nó sẽ nằm ngang. Thì các bạn có thể mình xem đây. 20 lít là nó sẽ nằm ngang. 20 lít sẽ nằm ngang như thế này. Đấy, thì đây là bình 20 lít nằm ngang. Loại thứ ba, loại 30 lít nó sẽ là hình vuông. Đây. Nó sẽ hình vuông như này, 30 lít. Nó sẽ có cái chữ 30R này, 30R là bình 30 lít. Đấy, 30R. Đấy, bình blue. Thì cái bình 15 nó sẽ là chữ 15R. Đấy. Thì chia sẻ với các bạn như vậy thì nó có 3 loại. Thì mình sẽ báo giá rất rẻ cho các bạn. Rất rẻ cho các bạn nhé. Thì ở đây là trên Lazada, mình đang bán trên Lazada với mức giá là 2.209.000. Thì các bạn hãy đi so sánh giá với các cửa hàng khác. Bình 20 lít sẽ có mức giá là gần 2.500.000, 479.000 hoặc là 2.480.000. Đấy, và bình 30 lít sẽ vậy, là 2.500.000 tròn. Đây các bạn thấy là người khác đã bán với cái giá của bình 30R. Bình 30R là 2.500.000 và thêm 50.000 nữa, thêm 46.000 nữa, thế là đắt hơn của mình 46.000 đúng không? Thì cái mức giá này là mình đã có giảm giá, đã có ưu đãi cho cái mùa đông năm nay rồi. Thì với mức giá là rẻ nhất có thể, vì nó còn liên quan đến việc đóng hàng, hỗ trợ về sau này cái dịch vụ cho tất cả anh em khách hàng mua hàng đã. Cho tất cả các anh mua hàng đã. Vì cái bình này chúng ta sẽ có là trả hàng trong vòng 7 ngày. Ví dụ như các bạn có một lý do đó, các bạn có thể đổi trả trong vòng 7 ngày cho mình cả cái bình các bạn đã bóc ra và lắp lên. Và cái bình này sẽ bảo hành trong vòng 7 năm các bạn nhé. Bình này sẽ bảo hành trong vòng 7 năm theo hãng. Đấy, Lộc sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn để các bạn có thể bảo hành được cái bình này trong vòng đúng 7 năm. Đúng 7 năm nhé các bạn nhé. Đây là thông số kỹ thuật của mình, các bạn có thể xem xét qua. Đấy. Bán hàng là mình sẽ bán hàng chất lượng nhé. Hàng này sẽ là hàng chất lượng nhất, hàng đúng của hãng nhé. Và bảo hành cho bạn và bảo hành theo hãng nha các bạn nha. Rồi bây giờ thứ hai là mình sẽ chia sẻ các bạn về các loại bình Yoshi, các loại bình Yoshi nha. Thì đây là cái bảng giá của nó. Mình sẽ nói các bạn là các bạn có thể tra chữ điện máy Xuân Lộc, điện máy Xuân Lộc này, tra chữ điện máy Xuân Lộc ở trên Lazada hoặc trên Shopee thì các bạn sẽ thấy ra đây bình Yoshi mình đang bán đây. Đấy, điện máy Xuân Lộc này, bên dưới này nó sẽ có bình nước nóng này. Các bạn chọn cái địa cái ngành hàng các bạn mua. Thì Shopee cũng vậy. Đấy, các bạn tra trên điện máy Xuân Lộc này. Điện máy Xuân Lộc nhá. Đây. Đấy ra thì mình sẽ báo giá các bạn cái bình Yoshi này nhá. Báo giá bình Yoshi. Thì đây các bạn có thể đặt hàng trên này. Đấy, các bạn có voucher giảm giá thì có thể đặt hàng này. Nhưng mà Lộc sẽ thông báo các bạn một cái tin vui như thế này. Đó là tất cả những cái loại bình này, nếu như các bạn ở Hải Phòng nhá, thì các bạn điện lên cho mình là người Hải Phòng. Mình đang bán hàng ở Hải Phòng mà. Các bạn biết là mình là điện máy Xuân Lộc Hải Phòng nhá. Bạn nào ở Hải Phòng, bạn nào Hải Phòng điện điện thoại cho mình nhé, thì mình sẽ cho các bạn một cái ưu đãi tuyệt vời cho tất cả các người Hải Phòng này, đó là các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển nhé. Các bạn là người Hải Phòng, các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển và giảm giá công lắp đặt, giảm giá công lắp đặt nhé, chỉ còn 50.000 tiền công lắp đặt các bạn nhé, chỉ còn 50.000 tiền công lắp đặt và tặng thêm các bạn một đôi dây cấp. Đấy, tặng thêm các bạn một đôi dây cấp, các bạn không phải mua cái dây cấp này, cái đôi dây cấp xanh này các bạn nhìn chưa, cái đôi dây cấp màu xanh này các bạn không phải mua nha. Mình sẽ tặng các bạn, mình sẽ tặng các bạn đôi dây cấp này. Nhớ rõ một điều nhá, tất cả các bạn ở Hải Phòng nhá, tất cả các bạn ở Hải Phòng. Nhưng các bạn hiểu này, mình chỉ phục vụ cho khách Thủy Nguyên và khách Nội Thành Hải Phòng, khách Quán Toan nhá, khách Quán Toan, An Dương. Còn khách ở Vĩnh Bảo
khách ở Kiến Thụy hơi bị xa quá, hoặc Đồ Sơn, hoặc là Cát Hải, Cát Bà thì xa quá thì cái mức giá khuyến mại như vậy thì nó sẽ bị lỗ vốn. Bây giờ free ship rồi thì nó lại lắp đặt 50.000 và tặng đôi dây cấp thì sẽ bị lỗ vốn với cái khách quá là xa như vậy. Thì sẽ có bốn khu vực các bạn được ưu đãi nha, đó là khu vực An Dương giáp danh với lại Quan Toan, thứ hai là khu vực Thủy Nguyên, và thứ ba là các bạn ở khu vực nội thành Hải Phòng, nội thành Hải Phòng nhé. Thì các bạn sẽ được giảm giá free ship, miễn phí ship, tặng một đôi dây cấp và 50.000 tiền công lắp đặt các bạn nhé. Với cái mức giá mình báo trên này, với mức giá, và mình sẽ báo cho bạn mức giá này luôn, mức giá này biết được cửa hàng luôn. Đây, với mức giá này, ví dụ bây giờ mình sẽ bán cho các bạn là mình sẽ báo giá cho các bạn là cả bình Aziton và bình Soxy nha. Bình Aziton hay là bình Soxy thì mình vẫn bán cho các bạn một cái giá khuyến mại như vậy, đúng không? Đây, bình Aziton đây, một cái khuyến mãi chỉ dành riêng Hải Phòng, sẽ được free ship, lắp đặt chỉ mất 50.000, sẽ được free ship, sẽ được tặng đôi dây cấp và lắp đặt chỉ mất 50.000. Các bạn sẽ được free ship, được tặng đôi dây cấp và lắp đặt chỉ mất 50.000 tiền công các bạn nha. Mình sẽ nói cho các bạn cái giá của bình Soxy là 1.300.000, cho bình bé nhất là bình vuông 15 lít, 1.400.000 bình vuông 20 lít, 1.550.000 bình vuông 30 lít, và bình ngang là 1.550.000 bình vuông 15, bình ngang 15 lít. Bình ngang nó dài như này, nó là cái bình bên trên này, nó là cái bình ngang này, nó là cái bình bên trên này, nó ngang như này, thì nó là 1.550.000 các bạn nhé. Thì các bạn chỉ cần trả 1.600.000, trả 1.600.000 thì các bạn có thể thì các bạn sẽ được tặng thêm một đôi dây cấp phụ kiện, được miễn phí, được free ship và được miễn phí và lắp đặt luôn chỉ mất 50.000 tiền công lắp đặt thôi, tổng là 1.600.000 nha. Và bình ngang 1.650.000 và bình ngang 20 lít sẽ có giá 1.650.000, bình ngang 30 lít sẽ có 1.800.000. Ok các bạn nhé, các bạn chú ý cái video này dành riêng đặc biệt cho người Hải Phòng, đây là mức giá rất là rẻ rồi dành cho các bạn này. Các bạn chú ý là nếu các bạn là mua bình Aziton, các bạn nhớ này, bình Aziton cũng đắt hơn rất nhiều nhá. Bình Aziton thì cái bình vuông của nó 15 lít đã là 2.1 triệu rồi các bạn nhé, đã là 2.100.000 rồi các bạn nhớ nhá. Nhưng mà riêng bình Soxy chỉ có 1.3 triệu thôi các bạn nhớ nhá, bình Soxy thì chỉ có 1.299.000, gọi là 1.3 triệu thôi nha, 1.3 triệu thôi. Và các bạn sẽ được miễn phí luôn công vận chuyển nếu như các bạn ở Hải Phòng nhá, miễn phí vận chuyển nếu các bạn ở Hải Phòng và tặng nguyên một đôi dây cấp, tặng luôn các bạn một đôi dây cấp này 30 phân, tặng đôi dây cấp 30 phân và các bạn sẽ được miễn phí lắp đặt, có 50.000 tiền công lắp đặt thôi nha, có 50.000 tiền công lắp đặt thôi, lắp đặt chỉ có mất 50.000 thôi, các bạn không phải động chân động tay gì cả. Ok nhá, mức giá có tuyệt vời dành cho tất cả các bạn ở Hải Phòng, các bạn nhớ nhá, bạn nào ở nội thành, bạn nào ở An Dương, bạn nào ở Quan Toan, đấy, bạn nào ở Thủy Nguyên, ok nhá. Những khu vực này là mình sẽ làm khuyến mại cho các bạn, ok nhá, các bạn ok nhá. Còn các bạn ở xa hơn thì sẽ gọi điện trực tiếp, nhắn tin trực tiếp cho mình nhá, ok các bạn chưa? Quá tuyệt vời, mình sẽ báo mức giá quá rẻ cho các bạn, ok nhá. Rồi, đây là một cái video mà mình sell sập sàn cho tất cả anh chị em ạ. Hải Phòng. Đây là cái video mình xem sập sàn cho tất cả anh chị em Hải Phòng nhá. Không có nơi nào mà tuyệt vời như Lộc nữa, đúng không? Mùa đông này mùa đông này tất cả anh chị em sẽ có một cái mức giá có tuyệt vời. Chỉ có hai bình này thôi nhá. Anh em nhớ này, chỉ áp dụng cho bình Soxy và bình Aziton nhá. Chỉ áp dụng cho bình Aziton và bình Soxy và người Hải Phòng ở những khu vực mình đã nêu nhá. Thì các bạn hãy nhanh chóng lập tức nhắn tin cho mình, add Zalo của mình qua số điện thoại 0969, số điện thoại 0969 279 279 895, qua số điện thoại 0969 279 895. Thì các bạn đã nhanh chóng lập tức là liên lạc với mình qua số Zalo, qua số điện thoại Zalo, liên lạc với mình qua số điện thoại Zalo 0969 279 895 để hưởng cái ưu đãi đặc biệt dành riêng cho người Hải Phòng nha. Dành riêng cho người Hải Phòng là sẽ được tặng đôi dây cấp miễn phí. Các bạn sẽ được tặng đôi dây cấp miễn phí và các bạn được miễn phí ship hàng. Và với mức giá lắp đặt một cái bình nóng lạnh này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 tiền công lắp đặt cho các bạn rồi. Ok nha.
và chỉ dành riêng các bạn ở Hải Phòng ấy nhá, dành riêng các bạn ở Hải Phòng. Đây là các bạn hãy nhanh chóng nhá, nhanh nên là các bạn hãy nhanh chóng kết nối với mình nhá, một mức giá không có gì rẻ hơn nhá, vì sản phẩm năm nay là sản phẩm cực kỳ đẹp và mẫu mã cực kỳ tuyệt vời. Mức giá cạnh tranh như này thì mình không thể bán lâu được, bởi vì bán lâu thì sẽ những cái cửa hàng khác, trung tâm điện máy khác hoặc là các anh em khác họ sẽ nói là mình bán sập sàn như vậy để cướp khách, thì mình sẽ không thể giảm giá lâu được, nên là mình sẽ giảm giá có thời hạn nữa nha. Nhưng anh em phải chuẩn bị cố gắng là liên lạc với mình sớm nha, sớm nhất có thể nha, để chờ đợi sự để chớp lấy cơ hội giá rẻ này nha, và hẹn gặp lại các bạn nha. Đúng rồi đấy bác ạ.